Mitsubishi X-Force, một chiếc xe hứa hẹn sẽ rất thành công tại thị trường Việt Nam như cách mà Xpander đã làm. Và chiếc xe này thì sẽ phù hợp với hầu hết các gia đình bạn trẻ, đúng không ạ? Một mẫu xe mà có cái kiểu dáng rất là thể thao và bắt mắt. Để phục vụ cho gia đình thì chiếc xe này vẫn còn thiếu đi một tiện ích rất đáng kể, đó chính là cốp điện. Đó, như các bạn đã thấy ở đây, đó chính là chiếc xe này vẫn còn đang sử dụng cốp đóng mở bằng cơ. Thì bây giờ mình sẽ thao tác đóng cốp này. Chúng ta sẽ cần phải níu vào đây và đóng cốp. Đó, âm thanh đóng cốp khá là ồn, đúng không ạ? Và việc mở cốp cũng sẽ hơi bất tiện như thế này. Đó, chúng ta sẽ phải đẩy cốp lên bằng tay. Đó. Thì ngay sau đây, các bạn kỹ thuật viên sẽ thi công lắp đặt bộ sản phẩm cốp điện thông minh Doctor Door đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho Mitsubishi X-Force. Đến giờ phút này thì sau khoảng 1 tiếng rưỡi thi công thì đã đến những công đoạn cuối cùng của hoàn thiện lắp đặt bộ sản phẩm cốp điện thông minh Doctor Door dành riêng cho Mitsubishi X-Force. Thì các bạn có thể thấy đó là tất cả những cái chi tiết về dây, về đi dây chúng ta sẽ được cố định rất là gọn gàng ở trên cốp như thế này. Đó, chỉ cần ốp cái phần nhựa của cốp nữa vào là xong. Và đặc biệt là các bạn để ý là cái phần thanh chống cốp cũ đã được thay thế bằng thanh chống cốp mới hoạt động hoàn toàn tự động bằng điện. Đó, và kích thước chiều dài đó, nó sẽ đúng bằng nhau luôn. Và chắc chắn rồi, cái phần thanh chống cốp mới này thay thế nó sẽ có cái khả năng chịu tải rất là tốt để có thể là chống đỡ được cái cốp này và cũng như là vận hành một cách êm ái nhất, mượt nhất, nó đảm bảo cái độ bền của cốp trong xuyên suốt quá trình chúng ta sử dụng xe. Và sau đây thì bạn kỹ thuật viên sẽ hoàn thành nốt các cái công đoạn còn lại để chúng ta có thể test một cách hoàn thiện. Vậy là các bạn kỹ thuật viên đã vừa hoàn thành lắp đặt bộ sản phẩm cốp điện thông minh Doctor Door dành riêng cho Mitsubishi X-Force. Và ngay bây giờ hãy cùng mình trải nghiệm những tính năng của bộ sản phẩm này. Đầu tiên sẽ là vị trí mở cốp xe ở phía trên biển số, nút bấm zin của xe. Các bạn có thể thấy đó là cốp mở rất là êm, nhẹ và mở hết hành trình luôn. Chúng ta có thể setup chiều cao mở cốp với mỗi chủ xe bằng phím bấm ở đây. Và phím bấm này cũng sẽ có chức năng đó là đóng cốp. Và đây, chiếc chìa khóa zin vẫn còn đang trong bọc. Để có thể thấy là chiếc xe này rất là mới. Và như mình đã nói, nó là chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam trang bị cốp điện thông minh Doctor Door. Và sau đây thì mình sẽ thao tác mở cốp xe bằng Smart Key zin. Chúng ta sẽ thao tác bấm 3 lần nút unlock để kích hoạt mở cốp. Và để đóng cốp chúng ta cũng thao tác 3 lần nút unlock. Và sau đây thì mình sẽ test cái khả năng chống kẹt của cốp điện thông minh Doctor Door. Đây là một tính năng vô cùng an toàn. Khi gặp vật cản thì cốp sẽ không tiếp tục hành trình đóng nữa mà nó sẽ dừng lại đó, để chúng ta có thể là kiểm tra xem có vật cản gì đang cản trở cái hành trình đóng cốp, rất là an toàn. Như vậy là chỉ cần một bóng thôi là cũng đã đủ để có thể test được cái khả năng chống kẹt này rồi. Còn quả bóng này thì cố định không được chắc chắn lắm. Và cũng rất là tuyệt vời phải không ạ? Và từ vị trí người lái còn có nút bấm được thiết kế vào vị trí zin của xe. Để tăng thêm phần tiện ích cũng như là trải nghiệm cốp điện thông minh Doctor Door, chúng ta có thể cân nhắc để trang bị thêm tùy chọn đá cốp đa điểm hàng hiệu AOD. Đó, và ngay bây giờ thì mình sẽ thao tác cho các bạn xem này. Ví dụ như tay của chúng ta đang bận bê đồ chẳng hạn thì chỉ với thao tác đá chân có thể kích hoạt mở đóng cốp một cách vô cùng tiện lợi. Vâng, rất tiện ích phải không nào? Và điểm đặc biệt của đá cốp đa điểm AOD đó chính là chúng ta có một cái phạm vi để kích hoạt đá cốp rất là rộng, lên tới là 50 phân.
Và đá cốt thông thường thì chúng ta sẽ chỉ kích hoạt được ở một điểm chính giữa này thôi. Và hơn nữa đó chính là đá cốt đa điểm AOD sẽ sử dụng hai radar để có thể nhận diện chính xác thao tác của chân người đá, bao gồm là một radar sẽ nhận vào phần ống đồng của chúng ta và một radar sẽ nhận diện vào phần mu bàn chân. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.